Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng một mẫu xe trong phân khúc SUV gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu Nhật Bản. Một thương hiệu xe cực kỳ bền lành và động cơ thì vận hành cực kỳ là khỏe mạnh. Và ba mẫu xe này là ba mẫu xe form mới, một chiếc 2018, một chiếc 2020 và một chiếc 2021 với các phiên bản khác nhau. Và tiền thì cực kỳ hợp lý. Với video clip này thì em sẽ giảm giá đặc biệt từng một mẫu xe. Clip chi tiết từng mẫu xe cụ thể một thì em đã có cho các bác tham khảo rồi. Bác nào cần quan tâm liên hệ chi tiết mẫu xe nào thì có thể kết nối cho em về số hotline 0964 834 834 để các bác có thể lấy được từng video cụ thể bởi một mẫu xe một. Đầu tiên đó chính là mẫu Mazda CX-5 được sản xuất năm 2018. Phiên bản này là phiên bản cao cấp nhất với động cơ 2.5 hộp số tự động 6 cấp và vận hành của chiếc CX-5 2018 bản 2.5 này thì cho công suất tối đa lên đến 188 mã lực, vận hành cực kỳ khỏe. Thêm vào đó là mức tiêu hao nhiên liệu thì cũng khá là tiết kiệm với động cơ Skytis vận hành bền bỉ hiệu quả. Hệ thống chiếu sáng này, ba chiếc xe thì lên form mới thì đều thiết kế hệ thống chiếu sáng theo mắt chim ưng. Theo thiết kế mắt chim ưng nhìn rất là độc đáo, cảm biến cảnh báo va chạm. Thì cả ba chiếc xe của chúng ta đều được trang bị đầy đủ rồi. Duy có một điểm khác biệt đó là trên phiên bản 2.5 chúng ta sẽ được trang bị một bộ la răng phay hình bông hoa thay vì la răng đúc hợp kim nhôm như trên các phiên bản 2.0. Trên phiên bản 2.5 này thì chúng ta sẽ được trang bị nhiều công nghệ option hơn này. Nội thất ghế lái chỉnh điện đa hướng như ghế hai vị trí và vẫn là tông màu chủ đạo là nội thất màu đen. Con này thì có ngoại thất trắng và nội thất đen. Bác chủ cũ lên cho chúng ta một cái cam táp lề bên ghế phụ để chúng ta có thể quan sát bên ghế phụ. Với cái cam táp lề như thế này thì chúng ta vận hành an toàn hơn và cho những bác khách hàng mà mới tập xe hay là các chị phụ nữ thì tăng khả năng quan sát với cái cam táp lề như thế này. Với phiên bản 2.0 hay là phiên bản 2.5 này chúng ta đều được trang bị phanh tay điện tử này, ga tự động cruise control, đề nổi thông minh, điều hòa tự động. Duy trên phiên bản 2.5 chúng ta sẽ trang bị thêm những tính năng option sau: cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, và phiên bản này của chúng ta sẽ được trang bị tính năng hất kính. Với các chất liệu cao cấp, phiên bản 2018 này thì chiếc xe này lăn bánh được hơn 8 vạn rồi. Cửa sổ trời này, nội thất ghế da cao cấp, thiết kế dễ chịu, ôm sát người ngồi. Và chiếc xe CX-5 2018 phiên bản 2.5 hộp số tự động 6 cấp em đang chào bán cho các bác con này là 670 triệu đồng. Cả ba mẫu xe thì được trang bị cốp điện rồi, khoang cốp mà thì khá là rộng rãi cho mọi người. Cảm biến cảnh báo va chạm sẽ được trang bị đầy đủ xung quanh thân xe. Và mọi người thì quan sát này, thiết kế ống xả lipo rất là năng động thể thao. Tiếp theo cho một mẫu xe màu đỏ. Con này thì được sản xuất năm 2021 với phiên bản động cơ 2.0. Phiên bản này là phiên bản luxury, phiên bản cao cấp rồi. Và mọi người thì quan sát qua cái khoang nội thất của chiếc xe này vẫn là tông màu chủ đạo, khoang nội thất màu đen. Thiết kế cặp đèn hậu hình lá liễu ôm trọn phần hông xe. Màu đỏ các bác nhé, màu đỏ pha lê cực kỳ là rực rỡ với chiếc 2021 này. Con này thêm đang chào bán cho các bác là 755 triệu đồng. Phiên bản 2.0 của chúng ta thì sẽ được trang bị đầy đủ cho cả ghế lái và ghế phụ chỉnh điện đa hướng, có cửa sổ trời, phần táp ly, táp lô, các chi tiết đều khá là sắc nét. Các tính năng tương đồng trên cả các phiên bản 2.0 hay là 2.5 như là TCS, kiểm soát lực kéo, i-stop, dừng đỗ 3 giây và cảm biến cảnh báo va chạm. Cốp điện thì dĩ nhiên cả ba phiên bản của chúng ta đều được trang bị rồi. Trên vô lăng thì với các tính năng như là ga tự động cruise control, hệ thống chiếu sáng auto, chế độ lái thể thao, phanh tay điện tử, đề nổi thông minh đầy đủ cho các bác nhé. Cửa sổ trời tăng thêm cái sự cao cấp, không gian thoáng đãng cho chiếc Mazda CX-5 này lên rất là nhiều. Con này thì mới lăn bánh được có hơn 2 vạn thôi, một chiếc xe 2021 trải qua sau 3 đến 4 năm sử dụng, trung bình 1 năm đi có vài trăm cây thôi các bác nhé. Đi cực kỳ ít. Bác chủ nhân cũ bác ấy là nữ đi rất là ít nên chiếc xe này còn cực kỳ là tươi chúng ta. Nếu như bác nào muốn mua một chiếc xe siêu lướt, vận hành ít mà lại rẻ hơn xe mới đến vài trăm triệu thì có thể tham khảo với mẫu 2021 phiên bản 2.0 phiên bản luxury này. Đặc biệt thì phần đầu xe này, cái phần mặt ca răng được trang bị thêm một thanh mạ chrome rất là chắc chắn, rất là năng động ở cái phần đầu này. Trong ba chiếc xe chỉ duy nhất chiếc này được bác chủ cũ bác trang bị thêm. Những trang thiết bị kèm theo này là có như thế nào thì bên em sẽ để nguyên như vậy. Các bác không thích thì có thể để lại nguyên bản thì bên em cũng sẽ hỗ trợ các bác. Cuối cùng cho chiếc xe CX-5 2020, phiên bản này là phiên bản 2.0 còn lại này. Các bác có thể quan sát từ cái mặt la răng đúc hợp kim nhôm sẽ khác một chút so với phiên bản cao cấp. Còn các chi tiết xung quanh xe, hệ thống chiếu sáng, công nghệ LED toàn bộ cho cả phần phía trước và phần phía sau của xe. Mặt ca lăng lên form mới thì thay bằng những thanh ngang mạ chrome
thì chúng ta sẽ được nổi bật trên cái nền đen là logo diện tích rất là lớn. Các chi tiết đèn này, thiết kế ngôn ngữ thể thao Kodo được áp dụng trên tất cả các mẫu xe của dòng Mazda, thiết kế cực kỳ trẻ trung, năng động, không kém phần sang trọng. Gương chiếu hậu thì được đặt ở phần thân xe thay vì cột A như những mẫu xe khác, tăng khả năng quan sát cho các tài xế tốt hơn rất là nhiều. Tay nắm cửa thông minh, đóng mở cửa một chạm. Các mẫu xe của chúng ta thì được trang bị bậc lên xuống đầy đủ rồi chị nhé. Con này là 2020 phiên bản số tự động, vẫn là hộp số tự động 6 cấp. Và nếu như các bác nào mà muốn tiết kiệm nhiên liệu hơn một chút thì có thể tham khảo các cái phiên bản 2.0 này. Con này thì sẽ cho công suất tối đa trên 154 mã lực tại giải vòng tua 6.000 vòng trên phút. Còn phiên bản 2.5 thì vận hành mạnh mẽ, khỏe khoắn hơn với 188 mã lực tại giải vòng tua 6.000 vòng trên phút. Phiên bản 2.0 của chúng ta thì vẫn được trang bị ghế lái, ghế phụ chỉnh điện đa hướng rồi. Các tính năng thì cũng y như con 2021 em vừa giới thiệu thôi. TCS hay iStop, cảm biến cảnh báo va chạm hay là phanh tay điện tử, đề nổi thông minh, cửa sổ trời. Con này con 2020 thì lăn bánh được 5 vạn rồi các bác nhé. Tất cả các mẫu xe thì bên em sẽ cam kết trên văn bản giấy tờ cho các bác. Máy số zin, keo chỉ zin, thân vỏ zin, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích ứng nước. Và sẽ bảo hành cho các bác với khoang động cơ 1 năm. Ba chiếc xe thì con hai con màu trắng này của chúng ta thì phù hợp cho bác nào mệnh kim. Còn chiếc màu đỏ kia thì phù hợp cho bác nào mệnh hỏa hoặc là mệnh thổ này. Những màu xe sặc sỡ, và hai cái màu trắng và màu đỏ là hai mẫu xe màu hot nhất trong cái phân khúc SUV gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu Mazda này. Và clip này thì em sẽ giảm giá đặc biệt tới 3 chiếc CX-5 2018, 2020 và 2021 đến toàn thể quý khang. Các bác muốn em giảm giá chiếc xe nào thì kết nối giúp em về số hotline 0964 834 834. Địa chỉ để các bác xem xe trực tiếp với 3 mẫu xe này đó là 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương. Còn khá là nhiều những mẫu gầm cao 5 chỗ, gầm cao 7 chỗ chất lượng khác đang có mặt tại showroom để chờ các bác đến tham khảo cũng như là trải nghiệm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của bác Tư Phan mua gầm cao. Xin kính chào và hẹn lại quý khách hàng tại clip giới thiệu xe tiếp theo.